Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta bước vào Chủ nhật thứ 24 mùa thường niên 5B. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn cùng lắng nghe lại trích đoạn tin mừng của ngày Chủ nhật hôm nay. Tin mừng theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu và các môn đệ rời Bethsaida để đi đến các làng xã vùng Cesare Philippe. Dọc đường, người hỏi các môn đệ: "Người ta nói thầy là ai?" Các ông đáp: "Họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả. Có kẻ thì bảo là ông Elia. Kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó." Người lại hỏi các ông: "Còn anh em, anh em bảo thầy là ai?" Ông Phêrô trả lời: "Thầy là Đấng Kitô." Đức Giêsu liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về người. Rồi người bắt đầu dạy cho các ông biết: "Con người phải chịu đau khổ, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau 3 ngày sẽ sống lại." Người nói rõ điều đó không úp mở. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Nhưng khi Đức Giêsu quay lại, nhìn thấy các môn đệ, người trách ông Phêrô: "Satan, lui lại đằng sau thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người." Rồi Đức Giêsu gọi đám đông cùng các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: "Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy." Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đó là câu kết tin mừng trong ngày Chủ nhật hôm nay, khi Đức Kitô mời gọi các môn đệ cũng như mỗi người Kitô hữu chúng ta trong đời sống thường ngày. Chúng ta là những Kitô hữu, chúng ta được mời gọi để bước theo chân Đức Giêsu. Chúng ta được mời gọi để hoàn lại hình ảnh của Đức Giêsu Kitô trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đang sống trong năm thánh của Giáo hội Việt Nam để tưởng nhớ lại biến cố cách đây 30 năm khi Thánh giáo Hoàng Gian Phaolô đệ nhị tuyên phong hiển thánh cho 117 vị thánh tự đạo tại Việt Nam, trong số khoảng 300.000 các anh hùng tự đạo. Thì đây lại là một bằng chứng rõ nét nhất để chúng ta nói về sứ điệp tin mừng hôm nay, khi Đức Kitô mời gọi chúng ta: ai muốn theo Ngài phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Thập giá của cuộc đời mỗi người chúng ta có phải là cái hình hài cây thánh giá Đức Giêsu vác khi xưa không? Thập giá trong cuộc đời của mỗi người chúng ta có phải là cây thánh giá chúng ta nhìn thấy rõ nét, có một thanh ngang và một thanh dọc trong cuộc đời của chúng ta không? Thánh giá có phải là những sức nặng của cuộc đời chúng ta đang mang vác không? Thưa cộng đoàn, tất cả những điều ấy chỉ gợi lên cái cây thập giá mà Đức Kitô mời gọi chúng ta vác theo Ngài, có khi rất hình tượng nhưng cũng có khi rất trừu tượng trong cuộc đời của mỗi người. Lần trở lại bài đọc sách thánh thứ nhất, chúng ta nghe sứ điệp mà ngôn sứ Isaiah
mời gọi chúng ta. Đó chính là bài ca về người tôi chung. Ở nơi ấy chúng ta thấy hình ảnh của người tôi chung, đó chính là hình ảnh của một người vâng phục thánh ý của Thiên Chúa, bất chấp sự đời có éo le, bất chấp sự đời có ngược đãi, bất chấp sự đời có đầy những điêu ngoa xảo quyệt, thì người tôi chung của Thiên Chúa luôn luôn thi hành trọn vẹn sứ điệp mà Thiên Chúa muốn. Kính thưa cộng đoàn, thập giá của cuộc đời mỗi người Kitô hữu chúng ta giữa đời thường hôm nay, có khi chúng ta chẳng nhìn thấy hình hài của nó, nhưng cái sức năng có khi lại thật kinh khủng, làm cho chúng ta có khi muốn tháo lui. Chúng ta không muốn mang vác nữa, chúng ta muốn cưa bớt nó đi, và có khi chúng ta cũng muốn kết thúc sớm cuộc hành trình. Thưa cộng đoàn, vậy thì cái thánh giá ấy là chính kiếp nhân sinh, là chính kiếp người mà Thiên Chúa trao tặng cho chúng ta. Có khi chúng ta thấy cuộc đời phơi phới, có khi chúng ta thấy cuộc đời toàn màu hồng, nhưng có khi bắt đầu bước vào đời sống hôn nhân gia đình, cái kỳ thánh giá ấy lại hiện ra cho chúng ta rõ nét hơn. Khi cây thập giá ấy là hình bóng của người chồng, người vợ mà Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta trong bí tích hôn nhân, có khi thánh giá ấy là chính những người con của chúng ta mà Thiên Chúa đã cho chúng ta được cộng tác vào chương trình cứu độ. Tại sao người phối ngẫu của chúng ta lại trở nên cây thánh giá? Tại sao những người con yêu quý của chúng ta lại trở nên cây thánh giá? Thưa cộng đoàn, cây thánh giá ấy có khi đó là một người chồng say xỉn, một người chồng ăn chơi trác táng, không để ý đến gia đình và việc giáo dục con cái. Một cây thánh giá ấy có thể là một người vợ đàng đúng, một cây thánh giá ấy có thể là một người vợ chỉ biết giao du bên ngoài mà không cần chú ý đến đời sống gia đình. Một cây thánh giá ấy có thể là những người con mà ngày hôm nay chúng ta cảm thấy giáo dục chúng quá khó khăn, và rồi chúng có giọng điệu làm cho chúng ta cảm thấy đau khổ, và dường như chúng ta cảm thấy bất lực. Và cái hình ảnh người chồng, người vợ hay người con ấy lại hiện về trong chính cái bối cảnh của gia đình bà Thánh Monica mà cách đây nhiều thế kỷ mà chúng ta mới mừng kính ngài, lại được hiện hiện trong cuộc đời của chúng ta hay trong gia đình của chúng ta. Thưa quý ông bà anh chị em, có nhiều người chồng, người vợ đến than thở với con rằng: tại sao gia đình của chúng con ngày hôm nay cảm thấy khó chu toàn quá, cảm thấy khó sống quá, cảm thấy ngột ngạt quá, và rồi có khi chúng con muốn buông xuôi tất cả, chúng con muốn chết đi cho rảnh nợ, chúng con muốn tiêu hủy những cây thánh giá cuộc đời chúng con để chúng con cảm thấy thanh thản, vui tươi. Nhưng thưa cộng đoàn, Đức Giêsu Kitô khi xưa ngài đến, ngài đã mặc lấy kiếp người, ngài đã chia sẻ thân phận con người yếu đuối mỏng giòn của chúng ta. Nếu như ngài cứu độ chúng ta bằng lời quyền năng thì chẳng có gì để nói, nhưng ngài đã dùng chính cái thân phận yếu đuối mỏng giòn khi ngài chia sẻ trọn vẹn cái kiếp người ấy, để rồi ngài mang tất cả những tội lỗi của chúng ta
Ngài mang những yếu đuối mỏng giòn của chúng ta vào trong thân thể của người. Cái hình ảnh cây thánh giá trên vai Ngài tiến đến đồi Golgotha chỉ là một hình bóng rất nhỏ mà Thiên Chúa muốn thể hiện ơn cứu độ của Ngài cho thế giới. Cái sâu xa đó chính là cây thập giá, đó là chính mỗi người chúng ta đang chất lên vai Ngài, và Ngài vác lấy nên đỉnh đồi Golgotha giao hòa Thiên Chúa với chúng ta, và Ngài đã trả lại cho chúng ta sự tự do, hạnh phúc của một người con cái Chúa. Vậy thì tất cả những gánh nặng, những hệ lụy hay những nỗi thống khổ mà chúng ta chịu trong cuộc đời của chúng ta hôm nay chẳng có nghĩa lý gì so với thập giá mà Đức Kitô đã mang vác. Đúng như lời Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho tín hữu Roma khi Ngài nhắc nhở các tín hữu của Ngài: tất cả những gì chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ tỏ hiện trong tương lai. Xin cho mỗi người chúng ta luôn biết vững tin vào quyền năng của Chúa, và đặc biệt chúng ta luôn biết vững tin vào cuộc sống mà có khi chúng ta nhìn chẳng thấy tương lai, có khi chúng ta nhìn chẳng thấy ánh sáng phía trước, nhưng chúng ta tin chắc một điều: Chúa đang đồng hành với chúng ta, và rồi Chúa sẵn sàng sẻ chia với kiếp người của chúng ta. Khi chúng ta ý thức được điều ấy, chúng ta sẽ thấy cuộc đời của mình nhẹ nhõm, và đặc biệt chúng ta ý thức được rằng chúng ta đang chia sẻ những nỗi thống khổ cùng với Chúa trên con đường thập giá, và điều ấy giúp cho chúng ta bước theo chân Chúa một cách vững vàng nhất, cho dù cuộc đời đầy những bất trắc, cho dù cuộc đời đầy những chông gai, cho dù cuộc đời đầy những điêu ngoa xả trá, thì chúng ta luôn bước theo Chúa một cách vui tươi, phấn khởi. Và đó chính là con đường Chúa mời gọi chúng ta trong sứ điệp tin mừng ngày hôm nay: ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Amen. Con nghe tiếng kêu mời, gọi con đi gieo niềm tin mới. Con nay như thấy ngỡ ngàng, vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày Thánh Thần Chúa đã đến thánh hiến con cho Ngài, sai con đi khắp mọi nơi rắc rêu tin vui cho muôn người. Này đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, chung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người. Con say sưa với tháng ngày, tình yêu cho con nguồn sức sống. Con hân hoan bước trên đường, hồng phúc bát ngát xanh đồi nương, để tìm lại những tình thương quá khứ heo úa trong muôn lòng. Cho quên đi những sầu vương, Chúa ơi xin thương ai đoạn trường.
này đây, Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, chung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người. Cho con suốt một đời tình yêu cho đi là lẽ sống. Xin cho con biết trung thành, hoàn tất những bước chân đẹp xinh. Nguyện một đời con tìm đến với ghét cả những ai chân tình, để tình người vẫn còn xanh ngát hương như hoa xuân trên cành. Này đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, chung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người. Này đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, chung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn.